đăng ký trải nghiệm miễn phí lái thử xe VinFast, tư vấn các dòng xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA2.0, nắm bắt ngay cơ hội sở hữu chiếc VinFast ưu việt tại thời điểm mức giá và khuyến mãi tốt nhất. Link đăng ký nằm trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. 5 đối thủ đáng gờm của VinFast Lux A2.0. VinFast Lux A2.0 vừa chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam. Sau đây là 5 đối thủ cạnh tranh đáng gờm của mẫu sedan này. 1. Kia Optima. Tại thị trường Việt Nam, Kia Optima có 2 phiên bản gồm Luxury giá 789 triệu đồng và Premium 969 triệu đồng. Cả hai cùng sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh thẳng hàng, hộp số tự động 6 cấp. 2. Mazda 6. Ở thị trường Việt Nam, Mazda 6 có nhiều tùy chọn với mức giá cụ thể. Mazda 6 2 lít đỏ Sunrest Crystal có giá 827 triệu đồng. Mazda 6 2 lít bản tiêu chuẩn có giá 819 triệu đồng. Mazda 6 2 lít Premium xám Merchant Grey trắng Snowflake White Pearl có giá 903 triệu đồng. Mazda 6 2,5 lít Premium bản tiêu chuẩn có giá 1,019 tỷ đồng. Mazda 6 được trang bị động cơ Skyactiv 4 xi lanh, hộp số tự động 6 cấp, phiên bản động cơ 2 lít cho công suất 153 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút, mô men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng trên 1 phút, phiên bản 2,5 lít cho công suất 185 mã lực tại 5.700 vòng trên 1 phút, mô men xoắn 250 Nm tại 3.250 vòng trên 1 phút. 3. Toyota Camry. Toyota Camry phiên bản 2.0G có giá niêm yết 1,029 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Giá của phiên bản 2.5Q có giá là 1,235 tỷ đồng. Phiên bản 2.0G dùng động cơ 4 xi lanh dung tích 2 lít cho công suất 164 mã lực tại 6.500 vòng trên 1 phút, mô men xoắn 199 Nm tại 4.600 vòng trên 1 phút. Phiên bản 2.5Q được cung cấp sức mạnh từ động cơ 4 xi lanh dung tích 2,5 lít cho công suất 181 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút, mô men xoắn 235 Nm tại 4.100 vòng trên 1 phút. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp. 4. Honda Accord. Tại thị trường Việt Nam, Honda Accord chỉ có phiên bản 2.4AT với giá niêm yết là 1,203 tỷ đồng. Sức mạnh của mẫu sedan này đến từ động cơ DOHC EVTEC 4 xi lanh thẳng hàng với dung tích 2,4 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa là 175 mã lực tại 6.200 vòng trên 1 phút, mô men xoắn cực đại 225 Nm tại 4.000 vòng trên 1 phút, hộp số tự động 5 cấp. Accord sử dụng la răng hợp kim đường kính 17 inch, mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp, đường nội thành và xa lộ là 8,1 lít trên 100 km. 5. Mercedes-Benz C200. Giá bán của Mercedes-Benz C200 ở Việt Nam là 1,499 tỷ đồng. C200 dùng động cơ i4 tăng áp với dung tích 1,5 lít. Cùng với đó là hệ thống Hybrid EquiBoost giúp cung cấp 13,5 mã lực và mô men xoắn 160 Nm. Hệ thống này giúp động cơ xăng loại bỏ độ trễ tăng áp và nhanh chóng đạt đến vòng tua máy cao nhất mỗi khi xăng số. Hai khối động cơ của Mercedes-Benz C200 sản sinh công suất 184 mã lực, mô men xoắn 280 Nm, hộp số tự động 9 cấp 9G-tronic, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km trong vòng 7,7 giây, vận tốc tối đa là 239 km/h. Theo Tuấn Hữu VTC.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.